vehicles, so far. Hãy số 1. Khí hậu đàn đỏ. Nguyên tử của lò 14. Công thức phân tử là N2 phân tử của lò 28. Mình học tóm tắt thôi. Nếu là nào hay hỏi thi thì mình sẽ làm. Ít hỏi thi thì mình bỏ đi nhá. Có một đáp án tính chất vật lý. Ý tơ là tâm đại đất cho cục khí. Cục khí chúng ta là đang sống kiểu đại đất của ý tơ. Vì có thứ nhất là tâm đại hành tinh vật thể khí. Không màu, không mùi, không vị, không tan trong nước. Thứ hai là vấn đề của ý tơ so với không khí thì bằng phân tử khối của nitơ chia phân tử khối của không khí. Phân tử khối của nitơ chúng ta được tính được bằng 28. Phân tử khối của không khí là 29, nhỏ hơn 1. Vậy thì suy ra là nitơ nhẹ hơn không khí. Thứ ba, khí lại không đồng. Nó có một cứu giáo ít vỏ suốt này nó không đậu. Nếu nó đậu thì đậu là chết rồi. Thứ tư là nhiệt độ quá nóng bằng âm 196 độ C. Có nghĩa là hạ nhiệt độ xuống âm 196 độ C thì nitơ từ dạng khí chuyển sang lỏng nhá. Thì cái nitơ lỏng này được ứng dụng để làm sử dụng này. Thứ nhất là ứng dụng để bảo quản máu. Thứ hai là chất làm lạnh. Nó bảo quản máu ngay rồi. Thấy chưa? Để thấy chưa? Tất cả cái này đều được thành mới. Hai là tính chất hóa ẩm. Do cái liên kết 3 này bình thường phải làm liên kết 1, liên kết là chắc. Em phải cầm tay người yêu em thấy chắc lắm. Sợ ôm người yêu em thấy chắc nữa. Giờ phải ngồi giữa sân trường xong vừa ôm nhau bằng hai tay xong dùng hai chân quàng vào nhau nữa thì còn chắc nữa là thì đứa nào đặt xong vào giữa nữa. Đúng không? Đây là liên kết 3 là cực kỳ chắc chắn rồi. Nên làm sao? Nitơ có liên kết 3 khá là mềm dẫn đến nó trơn. Còn đến cái vợ chơi được cái vợ nghĩa là không tác dụng, không xảy ra phản ứng bảo vệ cái vợ. Nhưng liên kết 3 chỉ bị phá vỡ liên kết 3 chỉ bị phá vỡ khi ở 3000 độ C hoặc là có tia sét. Và khi mà liên kết 3 phá vỡ như vậy thì dẫn đến là nitơ bắt đầu tham gia. Và đây là vào than số 2. Nitơ không là anh chỉ nằm đây đúng không? Đúng chưa? Anh nitơ không này là số xóa nằm ở trên da. Nó có khả năng liên đỉnh, nó có khả năng móc lốp. Đấy, từ 0 về trừ 3 là số xóa tăng hay giảm? Giảm đúng không? Khử tăng o giảm. Vậy giảm được tinh gì? Khử tăng o giảm, giảm được tinh gì? Oxy hóa. Cử tăng ở thời tính
thì là bệnh suy ra nhĩ tơ là có vừa tính oxy hóa và vừa tính ở một nhóm xét đến tính oxy hóa. Tính oxy hóa thể hiện khi tác dụng với các chất còn tính ở A nhỏ và tác dụng nhiệt độ. Đó hai là phát thải nhiệt độ áp suất chúng ta nghe được nhỉ nhá. Tính oxy hóa là oxy từ không oxy là nitơ trừ không từ không về nitơ trừ ba. Vậy đây này nitơ là nitơ trừ ba. Hiđro trong hợp chất thì luôn luôn là hiđro bao nhiêu dương một. Để mình nhìn ra để cho nó bằng cả cái từ nó số xóa nó bằng không gọi là NH và vậy này đây là A mô ni A. Vậy tác dụng với kim loại thì đâu có tác dụng kim loại thì ở ba kim loại C hoặc là kim C đúng không? Natri gọi nitơ, canxi gọi nitơ, nhôm gọi nitơ, đi cộng đi cộng để tạo thành hướng dẫn. Anh này vẫn đang tính tính oxy hóa về nitơ vẫn là điều nitơ trừ không về nitơ về trừ ba trong này là nitơ trừ ba. Natri là yếu tố kim loại có một a đúng không? Vậy ở bên trong mọi hợp chất thì nó được natri cộng và a cộng một thì thành trừ ba để không một thành một a ba và tên nó là natri nitơ luôn. Tôi làm nhé. Anh ấy đọc là gì? Ca3N2 tên gọi là canxi ni thuốc Al nhôm ni thuốc. Phản ứng này cực kỳ đặc biệt bởi phản ứng này sẽ ra ở bình thường. Mọi phản ứng nóng dương với này là bình thường. Li3N ni thuốc
tính khử. Tính khử của Peter thì được thể hiện khi tác dụng các chất có tính oxy hóa. Và các anh có tính oxy hóa đầu tiên tức là anh hiểu oxy. Peter cộng oxy chỉ cần tác động bằng nhiệt độ hoặc tia sét thì ngay lập tức nó tạo thành NO. Peter monoxid. Anh này là chất khí không học. Không học. Nhưng nếu để lâu trong không khí thì anh NO ngay tác dụng với oxy trong không khí để tạo thành NO2 màu nâu đỏ. Chính vì vậy nên trong nhiều bài tập người ta còn gọi là NO là khí không bão hóa đâu trong không khí nhé. Ta còn gọi là khí không bão hóa đâu trong không khí. NO2 nó lại tác dụng ngay lập tức với oxy và nước trong không khí để tạo thành HNO3. Đây là một số nguyên nhân về điều axit. Gọi là ống dẫn nước ngược là điều axit. Thế vậy là đến đây chúng ta nhìn thấy rằng là nitơ của chúng ta là vừa có tính oxy hóa và lại vừa có tính đấy, em sẽ làm như thế này chúng ta suy ra nitơ vừa có tính oxy hóa. Ứng dụng người đấy nói trên rồi đúng không? Điều chế ạ. A nhỏ cho phòng thí nghiệm, một nhỏ cho phòng thí nghiệm thì người ta điều chế nitơ bằng cách là nhiệt phân muối amoni nitrit. Nhớ nhá, amoni nitrit rất nhiều bạn sai nè. Nhiệt phân để tạo thành N2 cộng 2O. Nhưng là do anh muối này cực kỳ kém bền nên người ta sẽ không lưu trữ cái muối này ở bên trong thí nghiệm, mà người ta thay thế bằng cách là cho dung dịch N4Cl bão hòa với dung dịch Na NO2 bão hòa. Hai này bão hòa nhé, đun nóng lên thì nó lại có NH4 này, NO2 này thì chờ nó tạo thành N2 cộng 2O và còn là NaCl. Đấy, mà ta thay thế được rồi nhé. Còn trong công nghiệp thì nitơ thì được sản xuất bằng phương pháp trưng cấp phân loại công nghiệp. Trưng cấp phân loại không khí. Trưng cấp phân loại. Không có nhiều giải bài tập quan trọng nhé, người ta cũng thế để chỉ được học được chương trình thôi. Giải bài quan trọng tập trung vào các đồng ba. Bài số 2 a mô đi a công thức phân tử n h ba phân tử khối và người ta công thức n ba. Một ba tí chất lý.
tồn tại ở thị trường để khí không màu, mùi khai sốc, tan thái nhiệt trong nước, tan thái nhiệt trong nước, độc D của NH3 so với không khí thì bằng 17/29, nhỏ 1 đây là nhà không khí. Hai là bình chân. Ngoài ra NH3 còn có tác dụng rất là dùng tiền ngủ nhé, chúng ta đã dùng tay chỉ nó vào không thể sốc. Vậy là anh NH3 cho nó học rồi, ở trong cái chương trình đi ạ. NH3 là một thằng có tính gì đặc trưng của nó này, axit thì ba rồi đúng không, tính chất đặc trưng một nhỏ ba giờ yếu a nó tác dụng với nước. Mũi tên mấy triệu? 2 triệu. Để tạo thành NH4 cộng OH trừ. Và chính cái OH trừ gây nên tính và gì? Đây à, cộng làm quy ẩm chuyển thành màu xanh và là phenol formalin chuyển thành màu hồng. Đây là tác dụng của axit. NH3 là một bazơ, theo thuyết của Stead thì bazơ là chất có khả năng nhận proton hạt cộng, đúng không? Vậy để NH3 nhận proton hạt cộng thành N4 cộng, vậy là N4 cộng là NH4CL, hay này có tên gọi là amonin cloro. Nó bao gồm cái thí nghiệm như này. Nếu mà đọc hai lo NH3 đặt và HCl đặt cạnh nhau và nặng cạnh nhau và nặng đây có hai cái lo đây về lo họ NH3 đây là HCl. Mở mắt ra thì nó đang bay lên, HCl bay lên, đấy bay không gì gì. Nhưng mà bay lên thì chúng nó gặp nhau, thì ở giữa này sẽ có một làn sương mù màu trắng, hay gọi là làn khói trắng. Do gì không? Do nó ba là hơi có HCl là hơi phải là HCl là các tinh thể muối lửng lơ trong không khí. Được chưa? Phản xạ ánh sáng thì chúng ta nhìn thấy nó có bỏng hiện tượng xuất hiện làn khói màu trắng. Ở đây gọi hiện tượng không có lửa mà có khói nhé, không có lửa mà có khói.
kèm vé rồi vào rồi nhá. Xe nhỏ tác dụng với sự khủng bố. Xe nhỏ tác dụng với sự khủng bố. Xe nhỏ tác dụng. Cái anh nở ba dung dịch muối là nó có nước. Vậy là N3 có cái nước thì là ảnh hưởng cộng vào cái hoạt trừ, có cái trong cái hoạt trừ, đúng không? Vậy thì cái N3 đã dung dịch muối thì có điều kiện xảy ra. Điều kiện là dung dịch muối này là của cation có hydroxit kết thúc. Thế những thằng nào có hydroxit kết quả khi nào ba cần mua áo sắt sắt nên sang cố hỏi cửa hàng áo khí đâu, thằng nào có hydroxit kết quả là cái thằng nào là những thằng chạy mang xe giờ đây đúng không, mở hơn mang xe hai cậu đúng chưa. Thế có ạ, đầu tiên khi mà cho sụp nở ba phương trình một sụp nở mắt ba vào dung dịch AL CL3 phương trình hai nở sụp nở mắt ba vào dung dịch FE xin lỗi. Bây giờ em quan sát là phân tích sụp nó ba vào hạt ở dưới mặt. Thế thì trong này có dung dịch đúng không? Vậy là nó ba có dung dịch nước trước thì tạo hình là bốn cộng có các trừ đúng không? Với bản chất là cho cái cụ này tác dụng với AL xin lỗi. Ok chưa? Tức là trong này AL xin lỗi thì tôi đô ba cộng ăn mua trừ để đạt kết quả A là ba lần đấy. Vậy nếu mình chỉ ghi có là N ba cộng với lại A L C L ba thì không bao giờ mình nhìn thấy có kết quả, đúng không? Mình nhìn là không có phản ứng cơ. Nhưng mà do cái từ dung dịch, nó có cái từ dung dịch thì nó có nước ở đây, thì hai này đớp nhau trước để tạo thành N H bốn cộng cộng với lại O H trừ chưa? Và cái anh O H trừ này đớp thành nhô ba cộng để tạo thành AL OH 3 lần cộng với lại NH4 CL. Thế nào đây là chúng ta suy được hiện tượng. Hiện tượng là xuất hiện kết tủa nguyên tử màu trắng. Kết tủa AL OH 3 lần tự nhiên màu trắng. Hiểu không? Bây giờ mình muốn các em suy luận này, nêu hiện tượng này, viết phương trình như là phương trình số 2. Đầu tiên là viết phương trình này, thứ hai là suy luận nêu hiện tượng này. Phương trình 2, phương trình số 3. Nghiên cứu, viết phương trình, nhân hiện tượng. Sau này nó sẽ có cái dạng câu hỏi là nhân hiện tượng này, khi sụp cái mỏ trực tiếp.